Hoàng Sơn xin chào bà con, chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 Giây á, mình có giới thiệu rất là nhiều về thiết bị y tế, máy đo huyết áp từ những dòng 900.000 cho đến 3 triệu mấy, gần 4 triệu. Thì có rất là nhiều chức năng, từ cơ bản, bộ nhớ, kiểm tra tim loạn nhịp cho đến cảnh báo đột quỵ. Thì bà con mình có thể xem thêm các video khác nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng của máy đo huyết áp 7143T, dòng đơn giản. Thì hiện giờ giá niêm yết của nó là 1.190.000 và đây là mẫu mới của Omron cuối năm 2022. Thì máy này thì mình sẽ có được bộ nhớ 30 lần, cảnh báo rối loạn nhịp tim và cử động khi đo. Ngoài ra nó còn có chức năng là kết nối với Bluetooth với điện thoại. Rồi bây giờ mình cùng khui máy nha. Máy này thì nó khá là đơn giản, nó chỉ có hai nút nhấn thôi. Đi theo máy thì chúng ta sẽ có một máy thân máy như này, một vòng quấn và 4 viên pin. Bên cạnh đó thì bà con mình có hỏi là một số nơi bán là có theo cái cục biến điện, là cái này là hàng chính hãng là không có nha. Tại vì cục biến điện nó 200.000, nếu mà đi theo máy thì nó sẽ tăng giá tiền lên. Còn những cái quà tặng mà không phải nguồn gốc của Omron, cái cục nguồn biến điện á, nếu mà cắm vào mà bị hư thì hãng sẽ không có bảo hành. Cả nhà chú ý ha. Thì Hoàng Sơn nhắc rất là nhiều, hàng Omron họ chỉ bảo hành những cái hàng chính hãng do máy sản xuất và những cái phụ kiện của họ. Còn mình tự cắm những nguồn điện bên ngoài vào, không rõ nguồn gốc á, hư thì hãng sẽ không chịu trách nhiệm. Đó nên là Hoàng Sơn nhắc bà con rất là nhiều để mình có thể chú ý cái này. Rồi, cái máy thì mình sẽ có một nút nhấn đo và tắt, một nút bên cạnh là bộ nhớ và có chức năng Bluetooth nha. Rồi, mình mở máy ra. Thì cái máy này là đo ở bắp tay. Cái dòng này là dòng cơ bản, chỉ đo huyết áp, điểm nhịp tim và 30 lần nhớ. Thì mình sẽ gắn cái vòng quấn này vào. Máy thì ở phía sau là gắn 4 viên pin, pin 2A cả nhà ha. Mình nhớ mua pin tốt nha. Còn nếu mà những pin rẻ tiền mình xài xong mình nên chú ý có thể lấy ra. Chứ mà không xài bỏ quên trong đây chảy pin hư máy thì rất là tiếc. Tại máy này bảo hành chính hãng 5 năm, được Hội Tim Mạch Việt Nam khuyên dùng đó. Nhưng mà nếu mà bị chảy pin này nọ thì hư trước thì ổn lắm. Rồi, vòng quấn ha. Đó, mình tháo vòng quấn ra. Hoàng Sơn sẽ có những cái video hướng dẫn cách kiểm tra huyết áp thường xuyên, cách kiểm tra lỗi những máy đo huyết áp như thế nào. Bà con mình có thể xem thêm. Còn đây là cái dòng máy cách sử dụng đơn giản. Rồi, cả nhà thấy do cái này là dòng đơn giản nên không có cài đặt ngày giờ. Đó, chỉ có một nút đo và tắt ở giữa này thôi. Còn cái nút này là xem lại bộ nhớ khi cần và kết nối Bluetooth. Mình sẽ không quan tâm nữa nha. Bây giờ mình chỉ đo và tắt. Trước khi đo, mình ngồi nghỉ 5-10 phút nha. Đó, và tư thế thoải mái. Rồi, mình tháo vòng quấn ra và mình đeo vào bên tay trái gần tim ha. Rồi, bây giờ mình chấn vừa khích thôi. Trước khi đo mình ngồi nghỉ thoải mái nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm ở trên giữa. Startup này là một nút thôi, không tắt, 30 giây tự tắt. Nên mình sẽ bấm ở trên giữa để cho cái nút nó được bền hơn. Rồi, trước khi đo thì mình ngồi im không nói chuyện tầm khoảng 1 phút. Sẽ ra kết quả nha. Nó tự siết cái vòng quấn lại và nó xả ra. Rồi, cả nhà mình thấy huyết áp là 128, thì mình hay gọi là huyết áp 30 đó, 130 đó. Rồi, và sau sẽ hướng dẫn cách đọc nha. Đây là huyết áp tâm thu, khi tim thu nhỏ lại. Cái này huyết áp tâm trương, khi tim phình to ra. Và dưới cùng là nhịp tim, bao nhiêu lần đập trên phút. Thường mình từ 60-90 nha. Còn ở trên đây á, là mình không quan tâm hai con số bên dưới nha. Thường mình đi bác sĩ á, bác sĩ nói huyết áp mình là 130, hay mình hay gọi là 13 là con số trên cùng này nè. Thì mình sẽ có một cái bảng tra huyết áp tâm thu. Con số lớn mình tra bên dãy huyết áp tâm thu. Con số giữa mình tra bên dãy huyết áp tâm trương. Thường thì hai con số này cao cùng cao, thấp cùng thấp. Nhưng mà có một số trường hợp một con số cao và một con số có thể là bình thường. Nên là mình sẽ tra vào bảng để mình biết được cái độ chính xác nha.
Cái này là cái dòng bấm đúng tư thế, ok nè. Bây giờ mình tắt máy nha, không tắt 30 giây tự tắt. Rồi mình xem lại bộ nhớ là mình bấm một cái, nó hiện số 1 lên. Và đây là kết quả của lần đo gần nhất. Bấm một cái nữa, nó hiện số 2 lên, là kết quả lần đo trước đó, nhưng mà do hiện giờ mới đo một lần nên nó hiện số 1. Nếu mà mình đo 31 lần thì lần xa nhất nó sẽ tự mất lần xa nhất, nó chỉ nhớ 30 lần gần nhất. À, cô chú ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại nha. Mình tải cái phần mềm Omron Connect này về ha. Đó. Omron Connect. Mình tải về thì sẽ có cái biểu tượng như thế này. Mình bấm vào mở phần mềm lên. Đó. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là đăng nhập. Ví dụ giống như nó yêu cầu mình đăng nhập tên mình, thông tin mình lên, mình đăng nhập một lần ha. Nhưng mà mình mở cái Bluetooth của điện thoại lên nha. Mở lên. Đó. Sau đó mình sẽ mở cái phần mềm Omron Connect nè. Connect Omron nè, nhấp vào. Rồi, đó, mình thêm thiết bị mới. Cái này do Hoàng Sơn kết nối thiết bị cũ nè, mình thêm thiết bị mới. Hỏi loại thiết bị nào, máy đâu biết áp nè. Đúng không? Rồi, họ yêu cầu mình bấm vào cái nút Bluetooth giữ 3 giây. Mình có thể đọc bằng tiếng Việt rất là dễ dàng nha. 1 2 3 nó khi nó hiện lên chữ B, đó. Có chữ B có nghĩa là nó sẽ đang nhận dạng Bluetooth hai bên. Rồi mình sẽ bấm vào chữ ghép đôi ha, ok. Đó, nó sẽ hiển thị một cái máy mới lên nè. Mình chỉ quan tâm cái máy của mình thôi ha. Cái máy của mình là 7143T. 7143T là máy này. Nếu mà như cả nhà mình quan tâm á, mình có thể vào mình đăng nhập cái tài khoản vào Omron Connect nha. Ví dụ họ hỏi là email đó, rồi thông tin này nọ. Còn nếu mà như bà con mình ở dưới quê mà không có quan tâm đến cái kết nối điện thoại thì mình có thể bỏ qua chức năng này. Còn đơn giản là đo huyết áp và bộ nhớ. Rồi nếu mà cả nhà mình quan tâm thì có thể xem các video khác trên kênh Sức Khỏe 60 Giây nha. Tại vì cái video mà hướng dẫn cơ bản nó dài quá thì cô chú sẽ bị rối. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Cô chú có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.